nám nha. Bác Hiền xem nha. Huyệt 17 này. Huyệt 17 ở chỗ giữa nhân trung này. Vi nhìn thẳng chỗ này cho mẹ. Nhìn thẳng đây nha. Hai mắt của Vi hơi bị lệch đấy. Tiếp tiến bờ ngoài lòng đen ở chỗ này. Vậy thì cái huyệt này của Vi nó lại nằm gần luôn với lại đây, tiếp tiến bờ ngoài lòng đen này. Đấy. Vi bóc hộ mẹ. Bóc lâu vậy. Tôi lại cầm máy mẹ đâu có bóc được. Rồi mẹ xin cảm ơn con. Con bóc tiếp đi. Huyệt 17 hai bên này. Giữa nhân trung, đường đi qua giữa nhân trung, tiếp tiến với bờ trong của lòng đen nào. Đúng rồi. Đi bóc lâu rồi con. Huyệt 113 thì ở khóe mắt, vậy cái này nó nằm luôn, chiếm luôn cả huyệt 113 lẫn 117 lẫn 113 luôn nhá. Vậy mai làm luôn một cái dài, miếng dài dài để chiếm cả đến cái chỗ dao của cái đường pháp lệnh với cái này nữa. Nó chiếm luôn ba huyệt luôn, đỡ phải làm nhiều nha. Để tiếp tiến vào trong của lòng đen này, tiếp tiến với đi qua khóe mắt này, với lại đi qua đường pháp lệnh này, ba huyệt liền luôn, làm một cái hình chữ nhật dài dài ra. Một cái thì to. Huyệt 73 này. Huyệt 73 ở giữa tâm mắt. Tiếp tiến với lại xương hốc mắt phía dưới. Mẹ cái nữa. Chưa. 73 này. Tiếp tiến với lại xương hốc mắt phía dưới và tâm đi qua tâm mắt. Cái này nó làm vướng mắt của con. Để mẹ. Một linh ba. Lâu vậy con. Lấy bi bóc cho mẹ. Cay quá. 103 này, chán từ giữa hai đầu mày đến mí tóc, chia đôi chán ra giữa mặt này, là 103 này. Đấy. Đến 106 này, chia đôi tiếp, từ chỗ này đến chỗ này chia đôi tiếp. Chính giữa mặt nha. Tiếp đến là huyệt 138.
Việt 275 và Việt 63 53. Một trăm ba mươi tám ở cạnh tai này, ở chỗ cái giữa cái gờ tai này, tầm giữa cái gờ tai giáp với mặt đó. Đâu con quay tai đây cho mẹ, con tháo nữa đi cho mẹ Vi, tháo đi cho mẹ con. Trăm bảy năm này, từ cái giữa cạnh mũi này, mí tóc phía trong ấy, giữa cạnh mũi mí cái tóc mai phía trong này, cho mẹ nữa. Cái này bé quá nhỉ, 63 giữa cái nhân trung này luôn. Đấy. Mai làm một cái thẳng vì là nó là 19 53 63 thì dọc cái này luôn, làm một cái dài hình chữ nhật từ chân mũi này xuống luôn nha. Sao rồi? Chắc chỗ đấy nó bị hỏng. Đây này. Đấy, từ chân mũi này dính này. 63 ở giữa này, 53 ở đây, vì mai làm một cái dọc luôn như này nha. Cho mẹ cái nữa đi. Mai làm cái dọc như này luôn nha, cả nhà nha. Đấy, dọc như vậy. Làm một cái ngang như này, chiếm luôn 3 huyệt nha. Đấy, vậy, nó dài vậy. Thôi không sao con, nó mát tí. Nhanh, bóc cho mẹ nữa, sắp xong rồi. 19. Mười chín rồi, đến 53 53. Năm ba này đó, vậy thì mai làm luôn cái dọc nhá. Mỗi cái này nó chiếm hết cả luôn rồi. Đó. Đây là mai làm cái dọc. Mà tẹo này. Cố lên con. Nghiệp số 1 này. Nghiệp số 1 ở chỗ qua cái chỗ giao của hai cái cạnh mũi này lên một tẹo. Ôi, cái này nó chiếm luôn cả cái góc đấy luôn. Sao đâu, một tẹo nữa. Một tẹo thôi cho bác Huyền xem con. Huyệt 50, huyệt số 6 là xong. 127. Còn mấy cái nữa? 3 cái là 6 cái con. À quên mất, mỗi đốt nhẹ nữa đó. Mấy cái nữa? 3 cái nữa. 3 cái nữa là 4. 3 cái loại huyệt là 4 cái nữa. Huyệt chữ huyệt áp thấp này là huyệt số 1 này. Huyệt số 19 là đã dán rồi này. Huyệt 103 đã dán rồi này. Huyệt 50 chỉ có ở bên tay phải của chúng ta thôi. Đó. Để đi chân mũi này. À, với lại đường đi qua tâm mắt bên phải. Đó. Đi qua chân mũi tâm mắt bên phải này. Tiếp này. Huyệt 127 đường cong ngũ cầm. Tiếp. Mấy cái nữa rồi? Một cái, hai cái nữa. Một cái huyệt số 6 là hai cái.
Huyệt số 6 là huyệt đi qua tiếp tiến với bờ môi phía dưới, giao với đường đi qua tâm mắt. Đây này, tiếp tiến với bờ môi dưới giao tâm mắt này. Đừng đừng tháo ra để mẹ chỉ lại nha. Nào mẹ chỉ từ đầu này, đây là bài chữ ân nám cho người huyết áp thấp. Thứ nhất là huyệt số 17. Mai chúng ta sẽ làm một cái dài như này nha, để che cả huyệt số 17, huyệt số 133. Huyệt 17 con. Sao làm sao? Nó khỏi đầy bệnh ấy, mai nó khỏi bệnh. Huyệt số 17 là đường đi qua pháp đi qua nhân trung, giao với lại đường đi tiếp tiến của bờ trong lòng lòng đen nha. Huyệt bên trái này, huyệt bên phải này, huyệt 113 lại đi qua cũng là giữa nhân trung, giao với khóe mắt. Do đó mà huyệt 13 cái này nó to thì nó chiếm cả huyệt 13 17 luôn. Còn huyệt 38 thì nó là đường đi qua giữa nhân trung, giao với lại đường pháp lệnh. Từ từ con. Mai làm cái dài chỗ này nha. Sau đó là huyệt 103 giữa trán của chúng ta luôn. Đó. Phải chia đôi cái phần giữa đầu mày đến chỗ giữa này là huyệt 63. 106 xin lỗi. Sau đó là huyệt 138 ở tai, chỗ tai này này, giáp với mặt chúng ta, chỗ gờ tai, giữa gờ tai này, hai mắt hai bên nha. Huyệt 275 ở mí tóc này, bên giữa của cạnh mũi này. Từ từ cho mẹ một tẹo sắp xong rồi. Huyệt 63 ở giữa nhân trung này, 53 ở dưới này, 19 ở trên này. Do đó làm một cái dọc ở chỗ này nha, nhớ nha. Bây giờ chữ huyết áp thấp là huyệt số 1 này, huyệt số 19 dán rồi này, huyệt 103 giữa trán này, huyệt 50 ở chân mũi giao với lại giữa tâm mắt này. Bi để im mẹ làm. Sắp xong rồi còn hai huyệt nữa, huyệt số 6 này, tiếp tiến với bờ môi phía dưới này, với giữa cái tâm mắt này, tiếp tiến vào môi phía tâm mắt này. Huyệt 127 đường cong của ủ cằm. Đó nha.